rồi tình yêu một ngày kia chợt như ánh sáng siêu kỳ thắp lên lại niềm vui trong tôi thắp ước mơ. Chị hai, chị chào đi. Chào đi chị hai. Là con đây sao? Dạ. Đây là cô gái massage cho tôi nè. Con nhớ cô không? Con nhớ. Cô khỏe không? Đúng là cuộc đời này, nếu có duyên với nhau thì không thể nào chạy thoát. Không ngờ con lại là chị của An Bình. Cô rất vui con à. Hai người quen nhau từ trước rồi à? Cái duyên này em sẽ kể cho anh nghe sau. An Bình, dạ, lên lầu kêu tụi nhỏ xuống đây đi con. Đi. Dạ mẹ. Chị hai, chị ở đây nói chuyện nghe. Qua đây ngồi đi con. Qua đây, ngồi xuống đây đi con. Con chào chú. Chào cô. Chào con. Uống nước đi. Dạ con cảm ơn. Hôm qua nghe thằng Bình nó nói tìm được chị gái của mình. Con biết không, cả nhà mình nè vui lắm. Con biết không, đó chính là ước mơ lớn nhất của nó. Đúng là trời không phụ lòng người. Thưa cô chú, con xin cảm ơn gia đình cô chú rất nhiều. Em Triết của con rất là may mắn khi được gia đình cô chú nuôi dưỡng tốt như vậy. Con xin cảm ơn rất nhiều. Triết, đó có phải là tên của thằng Bình không? Dạ phải. Ở nhà con đặt tên cho em là Triết. Con biết không, lúc gia đình cô mới mang nó về nuôi, nó cứ lầm lì, cả ngày không có nói gì hết. Không nói tên của mình, cũng không nói về hoàn cảnh của gia đình. Nên cô quyết định đặt cho nó cái tên là An Bình, để mong sao cho cuộc đời nó sau này bình an giống như cái tên của nó. Bình nó có thêm một người em là An Nhi, anh trai tên là An Khánh. Có chuyện gì mà nhắc tới tên con vậy? Sao chị ta lại là chị của An Bình chứ? Chào chị. Xin chào. Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Mật Mã Hoa Hồng Vàng 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVNI tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNI trên Google Play hoặc App Store.